Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đại sứ Nga, phương Tây có quyền giúp Ukraine, Triều Tiên thì không quyền giúp chúng tôi. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia đặt câu hỏi tại sao các đồng minh của Nga như Triều Tiên không thể giúp Moscow trong cuộc chiến với Ukraine khi mà phương Tây tuyên bố họ có quyền giúp Kiev, ghi nhận nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online. Ngày 30 tháng 10, theo giờ Mỹ, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia đã dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có đại diện của các nước như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Ukraine và các nước khác. Những nước này cáo buộc Nga vi phạm các nghị quyết và hiến chương của Liên Hiệp Quốc vì triển khai binh lính Triều Tiên để hỗ trợ Moscow. Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên điều quân tới Nga đều là hành vi vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc Hoang Chun-kuk nhấn mạnh, hôm 30 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng hiện có khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên có mặt tại miền đông Nga và có vẻ như họ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu tại vùng cơ của Nga gần biên giới với Ukraine. Hiện tại, Nga không phủ nhận việc binh lính Triều Tiên có mặt tại nước này. Ông Nebenzia cho biết các hoạt động tương tác quân sự của Nga với Triều Tiên không vi phạm luật quốc tế. Ngay cả khi mọi điều các đồng nghiệp phương Tây nói về sự hợp tác giữa Nga, Triều Tiên là đúng, thì tại sao Mỹ và các đồng minh lại cố gắng áp đặt lên mọi người lý lẽ sai lầm rằng họ có quyền giúp đỡ chính quyền ông Zelensky, còn các đồng minh của Nga không có quyền làm điều tương tự? Ông Nebenzia đặt câu hỏi. Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergey Kilisia phản ứng, không có quốc gia nào cung cấp viện trợ cho Ukraine đang bị Hội đồng Bảo an áp lệnh trừng phạt. Việc nhận từ hỗ trợ từ đất nước Triều Tiên vốn bị trừng phạt là hành vi vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hiệp Quốc. Việc gửi lính Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Hiện tại, Triều Tiên không thừa nhận việc triển khai binh sĩ tới Nga, nhưng họ tuyên bố rằng ngay cả khi điều đó là sự thật thì chuyện này cũng sẽ phù hợp với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Nếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Nga bị đe dọa và bị xâm phạm bởi những âm mưu nguy hiểm liên tục của Mỹ và phương Tây, và nếu chúng tôi cho rằng cần phải đáp trả họ bằng hành động nào đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cần thiết. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Song Kim phát biểu trước Hội đồng Bảo an. Ông thông tin thêm, Bình Nhưỡng và Moscow duy trì liên lạc chặt chẽ với nhau về an ninh chung và diễn biến tình hình hiện nay. Tuy nhiên, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood đã cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu binh sĩ Triều Tiên tiến vào Ukraine để hỗ trợ Nga, họ chắc chắn sẽ trở về trong mất mát. Vì vậy, tôi khuyên Chủ tịch Kim nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện hành vi liều lĩnh và nguy hiểm như vậy. Trước đó, hôm 28 tháng 10, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước báo giới. Tổng thống Nga đã nhiều lần cung cấp dữ liệu cụ thể cho thấy rằng quân nhân từ quân đội các nước phương Tây đang chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine, có lính đánh thuê và những người được gọi là tình nguyện viên cũng như huấn luyện viên sẽ không thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất cũng như vũ khí tầm xa của Ukraine nếu không có các chuyên gia này và dữ liệu tình báo vệ tinh phương Tây. Quân đội Ukraine không thể sử dụng tên lửa nếu không có các chuyên gia lập trình đường bay. Hàm ý từ việc Triều Tiên điều quân sang Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc hàng nghìn binh lính Triều Tiên đến Nga đang đẩy cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm vừa ra ngoài biên giới của các bên tham gia, ghi nhận nguồn tin từ báo Tiền Phong. Các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng Triều Tiên đã cử khoảng 10.000 binh lính sang Nga, cho rằng sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột với Ukraine nếu xảy ra có thể làm xáo trộn những mối quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản và Úc. Tổng thống Zelensky cho biết, ông vừa trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol về vấn đề này. Hàn Quốc đang tích cực trao đổi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất. Seoul cảnh báo có thể gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine để đáp trả hành động của Triều Tiên. Chỉ có một kết luận duy nhất, cuộc xung đột này đã bị quốc tế hóa và vượt ra khỏi biên giới của Ukraine và Nga. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên Telegram ngày 29 tháng 10, Tổng thống Ukraine cho biết ông nhất trí với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác song phương và trao đổi nhiều thông tin tình báo hơn, cũng như sẽ có phản ứng cụ thể với sự can dự của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui đang có chuyến thăm Nga. Đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Với việc Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí trong khi Hàn Quốc và Mỹ mở rộng tập trận, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nếu Triều Tiên được Nga hỗ trợ và tích lũy kinh nghiệm từ chiến trường thực tế, Bình Nhưỡng sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Hàn Quốc. Số lượng binh lính Triều Tiên không chỉ mang tính biểu tượng, họ có thể đóng vai trò hỗ trợ nhưng chỉ chiếm chưa đến 1% lực lượng của Nga. Nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết trong bản đánh giá mới nhất, Nga rất cần thêm lực lượng và đây là một yếu tố giúp Nga bổ sung thêm hàng ngũ mà không cần tổng động viên lần thứ hai. Nhóm nghiên cứu nhận định, các nhà phân tích cho rằng việc điều lực lượng Triều Tiên sang Nga cũng có thể gửi đi một thông điệp chính trị, củng cố vị thế của cả hai nước trong mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp tới Washington và các đồng minh. Moscow càng có mối quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng thì có thể họ càng có thêm công cụ mặc cả với Mỹ cũng như Trung Quốc. Gilbert Roman viết trong bài đăng trên trang tin chuyên về Triều Tiên 38 North. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ không nắm được vấn đề này. Theo các nhà phân tích, vài nghìn quân Triều Tiên sẽ không thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Việc đưa quân đội Triều Tiên vào một cỗ máy chiến tranh rất phức tạp và không phải là điều dễ dàng. Nhưng sự hiện diện của họ đe dọa Mỹ và các đồng minh ở châu Á. Một nhà ngoại giao giấu tên nhận định, Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân đội Triều Tiên đã được điều đến miền đông nước Nga để huấn luyện. Các nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết quân đội Nga đang dạy thuật ngữ quân sự cho binh lính Triều Tiên. Các nghị sĩ Hàn Quốc nói rằng Moscow vẫn đang hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên thiết lập hệ thống vệ tinh do thám. Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Nga. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Song-hui đang trên đường tới Moscow. Hãng thông tấn KCNA và các quan chức Nga hôm nay cho biết, theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, đây là chuyến thứ hai của Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Song-hui tới Nga trong vòng 6 tuần, vào thời điểm đang có nhiều thông tin về việc Triều Tiên đưa binh lính sang Nga để tham gia cuộc xung đột với Ukraine. Bản tin của KCNA cho biết, phái đoàn do bà Cho dẫn đầu rời Triều Tiên từ hôm qua, ngày 28 tháng 10, để thực hiện chuyến thăm chính thức Nga, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora tiễn bà Cho tại sân bay. Chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới Liên bang Nga diễn ra trong khuôn khổ đối thoại chiến lược theo thỏa thuận tăng cường quan hệ mà các nhà lãnh đạo của hai nước đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6 năm 2024. Đại sứ quán Nga cho biết, trong một thông báo đăng trên mạng xã hội Vkontakte, chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Chu diễn ra sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Hàn Quốc, Mỹ và Ukraine đều nói Bình Nhưỡng đã đưa quân sang Nga, triển khai tới tỉnh Kursk giáp biên giới với Ukraine. Ngày 28 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết, Washington sẽ không áp các giới hạn mới đối với việc Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ nếu Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột. Lầu Năm Góc nói rằng Triều Tiên đã gửi 10.000 quân tới miền đông nước Nga để huấn luyện, tăng so với ước tính 3.000 quân đưa ra trước đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tình hình này rất nguy hiểm. Sau cuộc họp ngày 28 tháng 10 với phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng gây rủi ro cho an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng việc triển khai quân Triều Tiên ra tiền tuyến có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Viễn Đông của Nga năm ngoái, hai bên đã nâng cấp quan hệ quân sự. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 6 năm nay để ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm nhiều điều khoản về phòng thủ chung. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.